Hồng Loan thay mặt gia đình làm điều đặc biệt cho ba Vũ Linh trong ngày cúng thất 49 ngày mà không ai ngờ tới. Nghệ sĩ Vũ Linh được khán giả biết đến là một người nghệ sĩ tài hoa, không những có tài mà còn có đức. Bác Hồ đã dạy, có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Đối với người nghệ sĩ tài danh Vũ Linh, có lẽ chữ đức và tài đi kèm với nhau, không thể tách rời nên dù cho có ẩn danh bao nhiêu lâu, khán giả vẫn nhớ mãi đến tên ông. Nhưng để đánh đổi được một cuộc đời trọn vẹn, một nhân cách chu toàn như thế, ông cũng đã trải qua biết bao sóng gió, khổ đau của cuộc đời. Thế nhưng, cuộc đời ai cũng có những lầm lỗi và làm sai, cho dù là thánh hay tiên Phật cũng không thể thoát khỏi điều đó. Người ta thường nói tài đi đôi với tật quả chẳng sai, những cái tật của Vũ Linh lại xuất phát từ chính cái nơi ông sinh ra và chính những gì khán giả cho ông. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tâm sự, tôi lớn lên trong một con hẻm mà tệ nạn xã hội đầy rẫy, nếu không có nghề hát, chắc hẳn tôi đã bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hàng ngày đập vào mắt mình, gái điếm, cờ bạc, mua gian bán lận. Sau ngày đất nước thống nhất, những tệ nạn ở con hẻm đó đã được tẩy trừ, tôi cũng đã xóa sạch quá khứ không tốt đẹp này. Tôi đã biết dừng lại đúng lúc để không sa vào việc say mê trò đỏ đen, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Ai cũng có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng nói rằng vì giải sầu mà dính chuyện đỏ đen làm bị biển. Vào thời điểm tiền của phúc lộc đầy nhà, anh lại vướng vào cái tật khó chấp nhận, mê tín đủ tương. Hầu như bốn cái xấu mà người đời tránh xa thì Vũ Linh đều dính vào. Có những canh bạc anh thua trắng ba căn nhà, có những tiệc rượu anh say bí tỉ, những cuộc tình buồn nhiều hơn vui, Vũ Linh trải lòng. Tôi đã từng vướng vào nó khi nhiều chuyện buồn trong đời ập tới. Mẹ tôi qua đời, người yêu đầu đời rời xa vì chê kép hách tỉnh đã khiến tôi chôn vùi cuộc đời vào sòng bạc. Vũ Linh cho biết đến khi rời bỏ sòng bạc, số tiền ông nợ lên đến gần 1 tỷ đồng, chưa kể tiền nợ của người em cũng vui đời nghệ sĩ trong chiếu bạc. Ông bồi hồi, để có tiền trả nợ tôi nhận quay phim video cải lương, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, còn lại thì giam mình trong phòng thu rồi ra phim trường. Tôi muốn làm lại từ đầu, rũ bỏ tất cả những ký ức đen tối. Lúc đó tôi mới thấm câu nói của ông bà, thắng bản thân mình thật khó. Ông Hoàng một thời trải lòng, chuyện ham mê cờ bạc của ông một phần cũng từ sự hâm mộ thái quá của một bộ phận khán giả yêu mến ngôi sao. Đã từng có một đại gia tặng tôi tiền tỷ để đánh bạc giải sầu, rồi ngỏ ý cho tiền trả nợ nhưng tôi từ chối. Bởi lẽ mang ơn khi nhặt nhiều tốn khó thì dễ trả, chứ xin tiền để trả nợ bài bạc biết khi nào mới ngóc đầu lên được. Ít ai biết ngoài cờ bạc, Vũ Linh cũng suýt dính vào ma túy, thuốc lắc, nhưng ông biết dừng lại đúng lúc khi nhận ra đứa con gái cưng của mình bỏ nhà đi bụi. Vì thấy cha cứ bỏ nhà đi chơi, cha đi được thì con cũng đi. Thời điểm đó Vũ Linh như điên dại, chạy khắp nơi tìm con, mẹ anh hay tin là bệnh nặng và sau đó qua đời. Ngày anh tìm được con gái đứng trước phong linh của mẹ, anh thề không bao giờ đụng đến lá bài. Máu đỏ đen suýt đốt cháy cả sản nghiệp, mà tội lỗi hơn là nó đã đẩy anh vào tội bất hiếu. May thay khi mẹ anh qua đời, bà cũng đã kịp nhìn thấy sự sửa sai của con trai. Anh tâm sự, khi diễn vai sai trong vở Lá Sầu Riêng, một đứa con bất hiếu với mẹ, vai cô Diệu, tôi đã khóc rất nhiều vì trong diễn có phần đời của mình. Theo lời nghệ sĩ Diệu Hiền kể lại, thằng Linh đào hoa lắm, nó đi tới đâu con gái bu theo nó tới đó. Lúc tôi phải đi xa đoàn có việc, về thì mới hay nó ăn ở với một con nhỏ ở gần nơi mà đoàn đóng đôi diễn. Má của cô gái đó dẫn theo con có cái bụng bầu đến Bắc Đình tôi mới phải điều tình là hai đứa còn nhỏ, cứ để cho con nhỏ sinh xong rồi lớn một chút, tôi sẽ dẫn hai đứa về thưa chuyện với mẹ thằng Linh. Vậy là cả hai đều chịu, con nhỏ sinh con trai giống thằng Linh y tạc, thằng Linh thương và cưng dữ lắm. Nhưng thằng nhỏ được 2 hay 3 tuổi gì đó thì bị giật kinh phong rồi qua đời, thằng Linh khóc hết nước mắt vì con. Cho đến lúc trước khi rời khỏi nhân thế, chỉ có một mình Hồng Loan là hiểu được tâm ý của cha, bởi lẽ cô đã sống với ba Linh từ nhỏ đến giờ. Đi diễn, đi chơi, đi đâu ông cũng mang theo Loan. Những lúc ở nhà, hai cha con thủ thị tâm sự, cô mới hiểu được ba mình đã dây dứt đau khổ như thế nào khi không thể giữ được đứa con trai đầu lòng của mình. Dù cho ông còn trẻ, còn nhiều nỗi lòng, nhưng đối với ông, đứa con trai đó như một niềm tin và sức mạnh to lớn để ông thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều ý nghĩa. Có lần nghe ba kể, nếu thằng Duy còn sống thì có lẽ là lớn hơn con 4 tuổi. Ba chẳng hiểu ba đã làm sai điều gì mà ông trời lại nỡ cướp đi sinh mạng của đứa con trai bé bỏng chưa được hưởng bất cứ điều gì của cõi đời này. Ngày đầu tiên sinh thằng Duy, ba đứng ngồi không yên cho đến khi ẵm nó trên tay mà lòng ba hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên làm ba nên mọi thứ cứ như hòa vang, ba vui lắm, định là đợi cho con lớn một chút thì sẽ làm lễ cưới. Nhưng trước rêu quá lớn ba ơi, thằng nhỏ sinh ra ốm đau liên tục, lại bị mắc bệnh giật kinh phong nên không thể qua khỏi, đau, đau lắm. Trong mấy năm có thằng Duy, ba vui mừng phấn khởi lắm, nhưng cũng biết mình phải có trách nhiệm lo cho con được chu đáo nên ba cày dữ lắm. Cứ đi hát, đi diễn về là ôm hôn nó mới được. Có những ngày đi diễn liên tục không được gặp thằng Duy mà ba nhớ điên luôn. Lúc anh trai con mất, nó còn nắm chặt tay ba không buông mà ba khóc mờ cả hai mắt.
Lúc đó ba và cô kia chưa cưới nên đành phải để thằng Duy ở bên mẹ nó ở quê. Ba Duy tới thắp hương và thăm cô ấy. Sau khi Duy mất, cô ấy cũng từ mặt ba luôn, không nhìn nên ba đau khổ đến tột độ. Cũng may sau đó ba lại gặp được con mà ẵm về nuôi từ lúc lọt lòng. Có con bên cạnh cũng là niềm an ủi và giúp ba lấy lại được chính mình để mà sống tiếp. Lan à, con nhớ sau này lớn lên ba có mất đi thì con nhớ đưa anh trai về bên cạnh ba để ba được ở gần nó nha con. Suốt cuộc đời này ba có lỗi với mẹ thằng Duy và nó dữ lắm. Suốt mấy chục năm qua, bí mật này cũng chỉ có Hồng Lan hiểu và thấy thương ba vô cùng. Nghĩ lại, cuộc đời ông đã có giây phút nào được gọi là hạnh phúc thực sự. Có lẽ là khoảng thời gian mà anh trai không xuất hiện, nhưng nó lại ngắn ngủi quá mức. Sau ánh hào quang trên sân khấu bước vào cuộc đời thực là bao nỗi lo toan và chìm trong bia rượu thuốc lá. Mong muốn có một gia đình hạnh phúc, có người phụ nữ thấu hiểu và yêu thật lòng, có những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, những điều đó thật quá khó với ông. Đúng là ông trời cho nghệ sĩ Vũ Linh giọng ca có 102 nhưng lại không cho ông một hạnh phúc thực sự. Hồng Loan âm thầm về Bến Tre và xin phép gia đình được cho anh Duy nằm bên cạnh ba, thờ cúng tại nhà. Cô đã kịp làm điều đó trước Tết 49 ngày của ba Vũ Linh. Hy vọng ở một thế giới khác, nghệ sĩ Vũ Linh không phải là một người nổi tiếng, chỉ là một người bình thường và có hạnh phúc thực sự của đời mình. Chị Loan nghẹn ngào, ba ơi, vậy là con đã hoàn thành tâm nguyện của ba rồi. Giờ ba hãy thực sự hạnh phúc bên con trai của mình ba nhé. Con nhớ ba nhiều lắm. Ngày 22 tháng 4, gia đình sẽ tiến hành tổ chức ngày cúng thất tuần 49 cho nghệ sĩ Vũ Linh. Buổi sáng, Phật tử và gia đình sẽ cúng dường trai tăng, cầu siêu cho cậu Năm, đãi cơm chay và nhiều nghệ sĩ hát tặng cho bà con, khán giả tưởng nhớ về ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Nhiều người gặp Vũ Linh ngoài đời có thể sẽ không mấy thiện cảm, thậm chí sẽ nghĩ ông chảnh. Với bạn bè, đồng nghiệp và người thân thì lại rất mực yêu quý cái tính bộc trực thẳng như ruột ngựa. Có chuyện gì vui hay buồn ông cứ làm ào ào lên xong rồi thôi. Hiếm thấy ông để bụng lâu chuyện gì. Vũ Linh khó tính thật, nói đến nghề hát ra đến sân khấu, tình yêu và cũng là thánh địa của ông, hẳn ông phải kỹ, phải khắc khe để cái nghề được truyền lâu và giữ đúng chất như ngày nào bằng son. Cái tính dọc ngang của ông cũng không mấy làm người khác dễ chịu, cũng có tính đó mà nhiều cô chích lên chích xuống. Người ta có thể siêu lòng trước một người đàn ông vì đẹp trai, tay giỏi ngày một ngày hai, nhưng lại nhớ cả đời vì chất đàn ông thấm trong từng lời nói hành động. Dáng dấp Vũ Linh toát lên nét thư sinh, nhưng tính khí ông lại đậm chất anh hùng mã thượng. Cứ gặp chuyện bất bình là ra tay tương trợ, giống như những vai diễn đầy hào khí của ông từng làm say mê Triệu Công Tiêu như Triệu Tử Long, Vương Chí Bảo, Hào Trình, vân vân. Nhìn vẻ ngoài khó đăm đăm, ít cười và trầm ngâm của Vũ Linh sẽ làm bạn không dám tiếp cận, nhưng khi nói chuyện được vài câu để hiểu tính ông thì mới thấy ông hài hước và dí dỏm lắm. Đối với những người giỏi nghề thường sẽ giống nghề, vậy mà Vũ Linh lại đem cái nghề hát từng đường vũ đạo làm nên tên tuổi ông truyền cho các thế hệ mai sau. Ông nâng đỡ chỉnh sửa từng lời ca tiếng hát cho hậu bối, bởi khi được cơ hội diễn chung với ông Hoàng Vũ Linh thì sợ thiệt đó nhưng sướng lắm. Mỗi khi hát xong, các nghệ sĩ trẻ đều thấy mình học được nhiều kinh nghiệm sân khấu, được truyền cái lưỡi nghề.